Đây mình sẽ tiếp tục với Far Cry Primal. Và như lần trước là mình có thiếu cái nhiệm vụ này và mình không thấy nó trên bản đồ, nhưng mà mình check lại kỹ thì mình cũng thấy nó trở lại đây. Mình nghĩ là mình còn làm thiếu một vài nhiệm vụ của nó, cho nên mình quay trở lại làm cho nốt luôn. Và sau đó mình sẽ tấn công vào cái nó sao ta, cái hai cái hang động chính như của Izilla với thằng gì á, thằng Udam. Mình nghĩ là chắc là hai cái ending luôn á, nhưng mà để coi như thế nào đó. Mình cứ phải làm cái nhiệm vụ này trước đi thì tính. Tại vì mình nghĩ là bây giờ mình cũng đã đủ đồ nghề lắm rồi, cho nên chắc cũng không cần phải làm gì đó hơn. Xuống nữa hay sao ta? Wow wow wow, đây là cách nhận nhiệm vụ mà mình thấy bựa nhất rồi đó. Gì đây? Hết hồn. Vãi thật. Đâu vậy? The Venture want to kill Dar, rescue him. Ở trên đầu mình mà ta. Nhưng mà vấn đề là nãy mình không có thấy ta. Chết rồi, sao giờ mình tụt xuống đây luôn rồi ta? Để tìm đường lên lại cái đã. Có một cá bơi theo mình nó cắn mình hoài ta. Ok, đây. À, nãy thanh niên nằm đây mà mình không thấy luôn, bựa chứ. Ô, thằng này có năng lực đặc biệt gì hay sao ta? Stop the rising water, block water leaks. Block kiểu gì ta? Bắn vỡ hả? Water level, ủa làm sao vỡ được ta? Ủa làm sao đi phá này vỡ được ta? Phải có cách nào ấy vậy? Mình cũng không rõ làm sao để phá được cái đống đó nữa nha ta. Mình xuống đây thử coi. Phải có cái gì đó phải không ta? Place gì đây? Cái gì đâu mà nó ghê vãi. À, đút cái này vô. Đút viên đá vô thì cho nó dừng lại đó, nó không đổ nữa. Nó không đổ lên ngược lên trên. Cái con cá này. Đút vô nào đó, chuẩn. Còn 4 cây đây nè. 2 cái nữa. Nãy mình cứ tưởng là phải phá cái hòn đá đó. Trời ơi, nó cắn mình ghê thật. Cắn mà đến độ mà Hunter Vision bật lên luôn chứ. Con cá đó mình gặp rồi, chứ mình còn gặp cái xấu nữa. Game này có cái cá xấu nữa mới là bựa chứ. Ok, chuẩn, chúng ta còn một cái nữa. À đây, nghe đây. Bờ tới thôi. Vô. Rồi xong. Talk to Dar. Hên cho mày là mày vẫn còn sống đó. Chứ nước mà dâng lên chứ chắc cũng chạy không kịp. Kiếm đường lên coi. Nói chuyện nè. Winjai, dai squatti Balhasa. Da
Mari, quay da shwadam mari. Shaja shwadam guaifa. Gastia, marchasara. Mình tha tội chết cho nó mà nó chửi mình soft blood, máu mềm mới ghê chứ. Vãi đạn thật. Để coi còn nhiệm vụ gì của nó không ta. The jaw of the Udon. Mình đang tuốt trên đây rồi. À có nhiệm vụ của ông này mình cũng chưa có làm nữa ta. Giờ mình mới thấy. Bây giờ mình fast travel về nhà cái đã. Rescar the Bloodstain, the wall of his case, cave. Ok, check the restart cái đã. Xem có gì đặc sắc không. Chuẩn đủ nè. Mình đang cần một cái patch of skin. Patch of skin đó rồi. Lấy đồ đi chiến đấu luôn nhé nhẹ nè. Animal fat. Full đủ. Rap hết luôn cho rồi. Lỡ có mình cái đem gì thiếu rồi đó còn đem theo. Tại đây mỗi lần gì nó mình craft cái nó cũng hơi tốn nhiều kỹ năng ấy kiểu. Kiếm tốn nhiều đồ cho nên cứ craft thì chắc ăn. Craft sẵn rồi đem theo. Ok để vô nói chuyện cái thằng này cái ra. Có lẽ nó sẽ có những gì mà nó cần phải share cho chúng ta biết. Care patch for school fire headbooms. No one to die. Like a no one to die. Light trap at peace. Có thể là mình sẽ chết như vậy đó. Vậy nói lẹ luôn đi. Như đây. Not clay. Not seda. Not black rock. Udam skill. Mình cũng không cần vậy lắm. Nhưng mà để coi cho stash mình còn không. Stash mình còn mình lấy luôn đi rồi. Rồi để upgrade nó. Oh, stash mình nằm đây. Nãy nó kêu thiếu còn nhiêu ta. Village Udam đây. Này mình cũng chưa cần thiết lắm. Not clay, not seda, mười cái nữa. Not clay, có lẽ mình không có nhiều. Not seda, elderwood. Not clay, mình còn đúng một cái. Not clay, not seda. Not seda đây, not seda mình còn một đống luôn. Mà cũng không có đụng nữa chứ. Ok, mình nghĩ là mình nên đi làm nhiệm vụ kia đi. Tại vì nó kêu mình phải upgrade cho nó rồi. Mình phải đi tìm đồ cho nó mới được. Thì có lẽ mình đi làm nhiệm vụ đây luôn đi, đánh thằng này luôn. Ok các bạn, như là chúng ta tới nè. Để mình gọi con quái thú mình ra cái nè. Chúng ta phải tìm đường vô các bạn, không được ổn dữ lắm. Và trận chiến này các bạn là khó chịu đó. Sao nó không tới? Tới đi. Hay là mình phải đi bộ tới đó luôn ta. Để mình tìm đường lên cái nè. Nói chung là mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho trận chiến này rồi. Giờ chỉ có sáp lá cà mà vô thôi. Ê, đi lộn hướng rồi. Ồ, hai con Sabretooth. Đây, hình như cái hướng vô của nó nằm đây. Mà phải đi vô hướng nào ta? Tại đây cái hướng duy nhất mà mình nhớ là vậy, hình như là vậy, mình phải đi hướng kia kìa. Grapple xuống rồi. Cái nốt này sao ta?
Được chưa ta? Hay là lên tí nữa ta? Go up đi. Ok coi. Up cái nhẹ coi, lên, 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 lên. Kỳ nhá. Vậy rốt cuộc cái đường vô đường nào ta? Nhưng mà kẹt cái này luôn rồi ta. Ôi, hình như mình đang ở dưới một cục đá hay sao ta. Ôi, lỗi rồi, lỗi game rồi. Ôi, vãi, mình còn thấy xuyên qua tất cả mọi thứ luôn à. Vãi thật. Này, Ubisoft, nice. Ra bằng niềm tin luôn. Ít ra nó phải chỉ chỗ mình lần trước mình có vô lỡ một lần rồi. Nhưng mà mình lại không nhớ cái đường vô, hết là vấn đề. Thật là cái nắng cay khi một thanh niên đi vô đó mà lại không nhớ đường vô lại đâu hết. Phải có cái đường gì đó hả? Ờ, hình như không, đi đường vòng hay mình nghĩ là đường vòng có cái đường vô đây nè. Đúng rồi, chính xác đây cái đường vô đúng rồi. Thì mình nhớ đi đường nào đâu, có phải đi rắc rối cái đường đó đâu ta. You must grab poison antidote. Có liền, Udam Homeland. À đây. Antidote. Speed boost, tùm lum la thứ cái kiểu. Ok. Là chỗ này antidote là có thể mình đi qua chỗ này thoải mái rồi. Chuẩn, chuẩn luôn. Là mình đi nhanh qua chỗ này hay hơn. Ok xong. Chúng ta không cần phải sợ nữa. Cái chỗ này nó bao phủ bằng cái đó khá là nhiều cho nên mình cũng không biết khi nào nó sẽ có lại. Đằng kia có một thanh niên kìa. Đang kéo sát thanh niên khác. Máy nhìn tục quá ba. Ôi, vậy mình gọi con cún mình vô đây đúng không ta? Ê, ê, vừa mới nói luôn. Cũng không ngờ là sao nó chạy qua chỗ đó hay thiệt. Through the Udam Canyon. Canyons. Ồ, mình có linh cảm có ai đó đâu đây. Ừ, vừa mới nhắc luôn. Hình như khúc dưới này thì phải. Ok, xong được một em. Còn thanh niên này nữa nè. Ây. Rồi rồi, má cũng hên, mém được bị phát hiện. Cũng hên là em yêu của mình đã xử lý luôn. Ây, cộng một skill mới ghê chứ. Wood arrow, ồ, vãi. Có nên lên không ta? Có lẽ mình nên lên sẽ hay hơn nhiều là so với đi bộ ở dưới. Headshot! Hai thằng luôn. Ok. Càng nâng cấp lên càng đánh càng dễ. Nhưng mà mình nghĩ là cái này boss cuối chắc cũng phải có cái gì đó đặc biệt ý. Chứ cũng không nào đứa nào dễ đến mức độ vậy. Đây một thanh niên ngáo đá là đây. Ở đừng bắn gần xa cái đã. Ôi nó thấy mình mới ghê chứ. Biết nó thấy mình không ta. Sao nó càng lúc càng đi lùi vậy ta. Ôi có thằng dưới đây. Ồ, mình xử ở trên nó xử ở dưới. Chuẩn luôn. Hợp tác, nó gọi là hợp tác. Ê, bắn gì mà cũng trúng nữa hả? Biết skill. Ok, để mình coi skill của mình có nâng được cái gì không ta. Craft đồ. 4 skill lần hả?
Nói chung thì grab là một cái mà ra 4 cây là cũng hay rồi. Ok. Oh wow 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 wow. Cái này mình nên chậm chậm lại một tí. Cái gì? Chuyện quái đang xảy ra vậy? Ồ, con hổ mình vẫn còn nằm đây. Ây, yeah, headshot. Đúng kiểu bắt phát bắt trúng luôn á. Chứ trúng hồi nãy là không có trúng. Ok, chúng ta phải cơ. Ây, không biết có thấy mình không ta. Che mất tiêu rồi. Hình như có cái gì đó mà vừa mới spot mình thì phải. Một thanh niên tốt đằng kia hả? Này tướng canh. Đứng bắn thằng đằng sau sẽ hay hơn là bắn thằng trước. Ôi mém nó bị phát hiện. Ôi hổ ra tay đúng lúc vãi. Đúng rồi, xử nó luôn em. Xử nó luôn em. Quất nó, đúng rồi. Thôi mình chơi Death from Above cũng hay. Craft. Ok, chuẩn. Cũng hơi là mình đem nhiều đồ lắm rồi đó. Nhưng mà cứ phòng hờ xem sao. Cross to the old damn cannon. Ôi, cái vẻ dài vậy. Ôi, vãi. Dài kinh. Để lấy bất độ cái đã. Rare nó sẽ ra. Các bạn nâng cấp skill càng nhiều lên có cái tỷ lệ mà xuất hiện rare nó cao. Ok, đi qua cái chỗ này ra. Hợp tác này giờ ăn ý rất là ăn ý. Udam Raider Cam. Cross to the Udam Canyon. Và tấn công thẳng vào Udam. Chúng ta phải có cái gì đó. Thôi mình không nghĩ là nó dễ đến mức độ vậy. Thôi trên đây có thằng nào không ta? Chỉ đảm bảo thôi. Nhưng mà kia trên cầu hang có đi một thằng tới. Đừng thấy nha. Wow, trên đây không có ai rồi. Có là một thằng ở bên đây thôi. Để để ta sát đao nó cho. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Không nên làm ra tiếng. Chúng ta nên spot rồi sẽ hay hơn. Mình thì cần gì spot hả trời. Quất luôn. Thằng kia vẫn chưa phát hiện. Headshot. Mình cố gắng hạ từng thằng mà chết càng nhanh càng tốt thì nó sẽ hay hơn. Những thằng này không mặc đồ. Trừ thằng này mình phải cầm lao phóng xuống ngay mặt mới được. Rồi con kia thì chắc có lẽ là cái kia nó sẽ xử được thằng này. Làm sao mà đánh chúng tao được. Ok, chuẩn cơ mẹ nấu luôn rồi. What the fuck? What? Con hổ con trúng bom mà nó văng. Nó văng bừa bãi luôn. Ôi, beast skill. Còn nào không ta? Ôi, hai thằng mình lỡ tay mình chọi cái này luôn chứ ghê chứ.
Ê, nó né, vãi thật. Là mình mất cái spear. Ôi, chuẩn quá. Hổ mình đánh thì chỉ được cái chuẩn. Ok, cho ăn cái đã. Từ từ, bình tĩnh, chạy lại đây, lại đây, đây, ăn cái đã là tính. Ăn cái rồi đi tiếp nha. Ok, đẹp trai đẹp gái luôn anh. Ok, chúng ta còn nhiều thứ để làm lắm. Ăn nhưng mà ăn cái đã là tính. Ok. Thôi chúng ta xong chỗ này rồi đó, đi. The Hunting Valley, chỗ mới, I Climb Fire Ranger, Fear the Flame, Fear the Flames. Mình đốt ở chỗ này nó kêu là, nó sợ cái lửa. Đốt đi, đốt hết chỗ đó luôn. Reach the Udam Bonfire and climb it for Unja Wenja. Chỗ nó cháy hết rồi. Chúng ta phải để ý có một thằng, hai thằng. Khu này có vẻ yên tĩnh nha. Chỉ còn mấy tháng này thôi à. Không có gì ghê gớm nữa lắm. Shaw take down. Tụi nó vẫn chưa phát hiện ra mình, nãy mình thấy còn một thằng đằng sau cái cột đó nữa. Mà trong đây toàn có mấy con L-Talk không à. Thường là cái tụi nó mới bị đánh rồi, còn chứ mình là không bị đánh. Tại vì nó không dám đụng với cái con Beast của mình. Ê. Hey, thanh niên hổ báo, hổ báo, hổ báo, hổ báo, hổ báo. Xin lỗi nha, hey, con này rất là hiếm, các bạn nên lấy con này, con Leopard. Mỗi lần mà mình đi tìm cái con này cũng phải cả tỷ năm mới thấy được một con này một lần. Nói với con Badger. Cho nên cứ nếu mà bạn có cơ hội gặp đi cái con này cứ lượm cho chắc. Thanh niên ngáo đá. Ôi. Kill all enemy and bonfire to climb it. Ok. Not so big. Mamsa Sacha Bonfire. Tên cũng bựa vãi. Take down những thằng khó ăn như mấy thằng này á, thì take down sẽ vẫn hay hơn là so với đánh trực diện. Ui ui ui. Rồi thanh niên này thêm hai thanh niên ngáo đá. Ngáo đá là đây. Ngáo đá, bây giờ nếu tôi được bắn hụt. Ơi, nó phát hiện ra mình rồi. Đằng nào cũng bị phát hiện. Ơ, chết cha, nó báo động cho mấy thanh niên gần đây rồi. Nghĩ sao vậy? Ý, đồng đội tới cúp vậy giúp à. Xử nó em. Ôi, bắn vỡ cái mặt nạ luôn mới ghê chứ. Ý. Sắp lá cà xong vô. Oh. Ok, đẹp, đẹp luôn. Trong đây hết người rồi, hết người rồi. Set on fire luôn. Ok, quấn tiếp. Rút lại cái cây mình nha. Xử nó em. Đây thì mình xử nó cho, chó nhanh. Chuẩn xác, chuẩn cơm mẹ nấu. Ok, xong. Bonfire. Nếu mà chỗ này được chiếm được rồi á, thì có lẽ là mình sẽ hồi đồ được ngay chỗ này. Thì mình biết là vậy. Phải có cái stash đâu đây. Còn một skill, đúng rồi, cái stash nè. Để lấy đồ đi tiếp rồi nè.
Animal Fat. Grab đồ full luôn đi. Ok. Rồi chuẩn bị quánh thằng un gì rồi. Un nữa mày. Ăn miếng thịt đi em. Biết mình còn bao nhiêu miếng nữa ta. Để đem vô theo cho chắc. Lỡ con này có bị gì rồi. Mình còn có thịt nhiều mà đem. Tại thịt vốn dĩ mình không có thiếu. Nhưng mà tại mình không có đem thôi. Tới lúc đó sẽ hối hận không kịp. 40 cái luôn đem cho hết. Kev. Ok. Có vẻ hơi xa. Gặp thể loại gì nữa ta? Ơi, không cưỡi được luôn. Quất nó đi. Ơi, công nhận mình không cần nói đâu, mình cũng tự động mới giết luôn. Phải thật. Mình đang tính kêu nó chỉ thằng kia để mình giết thằng này cho thằng này gần hơn, với lại nó dễ bị phát hiện hơn. What the fuck? Đẹp vậy? Áo vậy? Ồ, nguyên cái phần hào quang luôn vậy thật. Mình thấy cái gì đó thì phải. Ờ, có hai thằng đằng kia. Mọi kệ đi, mình tập trung vào cái thằng kia đã. Nhưng mà có vẻ nó không có dễ đâu. Cho nên để coi như thế nào đó. Rich Kev. Mình sẽ trong này không có ai gì. Ui, có một thanh niên. Để check down luôn cho rồi. Tiện quá đi thôi. Kiểm tra xem có thằng nào đâu đây không. Check kỹ nó vẫn hay hơn là sắp lá cà xong vô. Ok, mình nghĩ là không có ai trong đây rồi. Khu bên ngoài với canh vài thằng cao nhất là mình nghĩ là vậy. Ồ, đây thêm vài thằng nữa nè. Có thằng đứng trong miếng củi này nữa chứ. Ghê thật. Để bắt thanh niên cái này coi. Số nhỏ nè. Tối rồi không được đi ngủ. Ơi, không ngờ bị phát hiện luôn mới ghê chứ. Ơi, cái thằng này là thằng Protector hàng chi bị phát hiện. Vãi thật. Ơi, đây có một thằng. Quay tầm bậy tầm bạ. Chờ, lên. Ôi, để lấy cái này quánh á. Ơi, mày nghĩ mày là ai? Thằng này chắc Protector hay gì á, mặc đồ nhìn ngầu vậy. Ơi, bày đặt ngầu quá mày. Em giết thằng bên kia đi, anh đi thử bằng bên này cho. Đánh một phát vỡ cái mặt ra mà còn cười được nữa hả? Ý gì sao lẹ vậy? Đằng kia. Ơi đây, để xử thằng này cho. Thằng này chắc Protector rồi. Ok, này ăn chỉ cần ăn một miếng thịt nữa là ngon. Ê, đợi tí, đi chung đi. Ok, ăn cái nhẹ đi nè. Rồi, chúng ta vô. Đạn cung còn đầy nhóc. Nhưng mà có vẻ tụi nó chết hết rồi. Nhưng mà thằng U mình cũng chưa thấy thằng U đâu. Nhưng mình nghĩ trong đây sẽ có đông hơn nữa. Uh-huh.
Có đốt lửa ở đây mà không thấy ai hết ta. Đây đây có một thanh niên. Bên đây không có ai. Bên đây cũng không có. Ôi, có một thanh niên đứng đây bắn thằng này nữa. Có phải người không vậy? Hình như phải. Bốn thằng vậy? Này người người thường thôi, người thường thôi. Người không ngờ mình tốn tới 4 cái cây để giết 4 thằng người thường. Không đáng, không đáng, không đáng. What the f... Má vải hổ phi thân luôn ấy chứ. Má càng ngày mình càng lợi hại. Cày riết mà hổ mình nó đến độ phi thân luôn. Đây có ai mà mình check ấy cái gì đấy. Không mình nhìn nó treo người nào khác lên chứ phải là nó. Nhìn cũng có vẻ tệ hại chứ. Mình chắc quên không có ai rồi. Shut the cave for nó phải trốn vô hang động như thế này luôn á sao. Lầy vậy ba. Ây ây à. Một thanh niên đằng kia. Bên đây không có. Ê, vừa mới thấy một thanh niên bên đây. Qua ăn nó đi con. Để mình xử thằng bên đây cái đã. Ây da, đây, đây, đây. Ôi, nó phát hiện ra mình rồi. À, có lẽ mình không giỏi trong việc trốn stealth lắm. Ok, không sao, cứ đợi nó lên đây mình đánh nó luôn. Này, thì lên. Lên đây, lên đây, lên đây. Có vẻ như tụi này khoái trèo lên đây nha. Một thanh niên đang chạy dưới theo con hổ bị một phát ngay bụng ngày bắn tao hoài. Bắn nó đi em. Rồi một thanh niên tới. Để xử thằng này sau cho. Này thì chưa kịp đánh là cũng đã gục rồi. Đàn bà vãi đái. Đánh nó đúng rồi. Thằng này để anh lo. Mày thì đứng đó mà giơ tay. Trời ơi, quánh lộ mà còn ngu làm như mình thắng vậy mà. Đó là này nè. Ê. Ơi, đứng trên này cho nó an toàn. Việc gì phải xuống. Phóng ra này cái phát tỉnh ngủ nha. Ủa đứng đâu vậy? Vãi cái đứng cái xuyên tường đi. Xuống lấy cái spear lại cái đã. Cho xin lại nhé. Xin lại đồ nghề cái coi. Gì làm gì đây vậy? Làm gì đây vậy? Đứng nhìn luôn cái ghê chứ. Ây da, gì cho bò vậy? Ây, rồi tractor mẹ rồi. Ê! Trời ơi, em đứng em đỡ gì chi vậy? Đỡ nó chi vậy? Thằng này chắc bị gì rồi. Thằng này chắc bị clutch mẹ rồi. Ngáo đá là đây. Đâu còn nào đúng không? Nó còn một thằng nữa đây á. Thôi kệ đi. Nhiệm vụ của mình là chỉ cần đi tìm thằng kia mà. Ô mẹ đâu. Ra đi. Shoot the hanging eyes. Ok, nhưng mình giết nó mẹ luôn rồi còn đâu nữa. Nãy nó không nói sớm hơn. Cái là bắn đứng nó đang đứng dưới cái tấm băng á, mình chỉ cần bắn ở dưới á là nó tụt xuống nó chết thôi. Ra rồi kìa.
U đâu? U đâu, mày đâu? Chứ xử ba thằng lân cận rồi đó. Ồ, cái nhiệm vụ đó có vẻ khó lắm ấy chứ. Khó lắm chứ không phải đùa thôi. Ơi này đâu phải u đâu. Đây con mẹ mày. Đứng đó mà dơ. Nó bẻ luôn cái cây spear của mình luôn, ghê chứ. Ghê vậy không nội. Thằng này nó giống như là mấy thằng ơi da. Đồ đông quá vậy. Wow. Nó giống như mấy thằng mấy cái con mà đặc biệt vậy. Căng vãi. Ôi. Mém chết. Sao khó khăn quá vậy? Để bắn cái thằng này cái đã. Hổ ơi, em đừng có chết nha. Anh đang lên tới cứu đây. Stun O. Ôi, nó chơi cả độc tố nữa chứ. Ôi, cái gì mà vừa mới đứng lên cái chết nữa vậy? Ôi, sao nó giật gì giật ghê quá vậy? Nhiệm vụ khó vãi. Hổ ơi, đừng có chết hổ ơi. Giờ mình phải đập thằng này từ đằng sau mới đầu tục chứ. Ê, má đỡ giùm chi vậy ông nội? Lầy đi chứ. Mày thì tránh đường bố mày. Ôi, mình không phải là đối thủ của nó luôn á chứ. Ơi, mà mình giết nó được. Nên chịu khó. Ơi. Sao cho bộ quá vậy? Như nó kêu mình phải stun thằng này mới được. Không được rồi. Phải dụ nó vô cái tảng băng mới được. Tại giờ máu nó đứng luôn rồi. Using the high anchor. Ô này xài sao ta? To hurt and stun. Này nó cũng mất máu rồi ta. Nhưng mà nó ít. Làm cái quái gì mà một phát là mém chết luôn vậy? Phải dùng cây này nhiều đấy. Ây. Spear. Chạy qua chạy lại, mới ghê chứ. Thằng U này không phải là chuyện bình thường nha. Má, căng thật. Cả một vấn đề. Nhưng mà có vẻ như đó chỉ đánh những thằng tấn công nó thôi.
đừng có đánh thằng đó, kêu mà đánh thằng kia mà, kỳ vậy. Kỳ quá vậy hổ. Ê, sao hôm nay không nghe lời vậy? Ê. Ê, ê, lộn hướng, xin lỗi. Ok. Hổ ơi hổ, đánh gần xong rồi. Tiếp đi, nhử nó được rồi. Ừ đúng rồi, đánh thằng khác được rồi, tao xử thằng này cho. Mày đánh không lại nó đâu, cho nên đừng có đánh nó. Ơi, căng quá. Đánh nó thằng này nè, đúng rồi. Dead from above. Má, cuối cứu này mà còn sống nữa tao con mày. Bad. Sun shops. Nashua. Bad. Shams, man. Bad, say you.
Vansayu. Wenjai. Palhuman Siddhaftataka. No Udam Ninja Dwaya. Shlawata. Tanhi to shish. I kuspa marwa winja. Ok, xong. Quá đã luôn. Evolution in action. Hay. The hunt for U. Giết xong U luôn rồi. Giờ còn mỗi con này. Isila Homeland. Ok, mình qua cái chỗ này cái đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuống bị đồ thêm một lần nữa để đánh con này. Và như nó kêu là mình cần phải kiếm một con voi gì đó để phá cái cổng của tụi này. Nhưng không biết là mình có cần hay không nữa. Để coi như thế nào. Kiểm tra lại đồ đạc cái đã. 6, 4, 8, 10, ok đủ. Nói chung thì mình cũng không có chọi gì nhiều lắm, cho nên mình tiết kiệm được khá là nhiều đồ đó thôi. Hết hồn nổi. Cái stash đâu rồi? À đây đây đây. Xem có gì mà monkey skin. Ôi cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Mình đang cần badger skin. Ok đây là tập trung cái đó. 10, 40 đem hết luôn. Hồi nãy mình đem tới 40 mà mình còn xài thiếu nữa. Xem mém nữa hết. Hai thứ này quan trọng nhất. Mình lúc nào cũng hên cái là mình có dư nhiều monkey skin. Crafting skill 3 cái nè. Ngon. Bow swing reload. 2 skill boy. Nên nâng cấp cái nào ta? Craft bay này không cần, mà nó có craft bay nữa. Craft 2 traps, crafting trap cũng không cần, craft 2 clubs. Mình đâu có xài nữa đâu ta. Reduce amount of damage you take from fire. Cũng không cần thiết cho lắm. Udam skill, Udam cũng không cần luôn. Builder hood, stairs hood, hut. Để cầm còn thiếu gì không ta? Reload any bow with a fresh arrow while sprinting. Ok. Này có nên ông ta, tại vì nghĩ là cái này. Skinning không cần. Không cần luôn. Mấy cái này mình tìm quá trời rồi. Tại nó chỉ chủ yếu là để mình bạn nâng cấp đồ. Nhưng mà hầu như mình tìm ra hết luôn rồi, không còn gì để nâng cấp nữa. Đâm ra những cái này này cũng không cần. Cái này thì cũng không cần luôn rồi. Tại vì giờ mình cũng đã tìm gần như nguyên bản đồ rồi. An enemy while performing a takedown. Shit, không cần nữa. Mình cũng không cần lấy đồ ai nữa. Hey, cứu mình chả xài nhiều hết. Chắc mình nâng hunting skill đi. Hunting skill có cái này hay là craft lần 8 cái luôn. Nhưng 4 skill boy. Tag animal. Cái này làm giảm đam của thú nếu mà đánh lên người. So when I'm in a bow. Mình nghe cái này tại mình bắn nhiều hơn. 3 skill nữa. Ngon. Nhưng mà mình gần đánh boss mẹ luôn, còn gì nữa. Hay. You need the strength of a mammoth to break the gaze. Only 10 seconds repair your face. Battery. Mình có nên nói chuyện với battery chứ không ta? Roshani of the Isla. Ok, cái này để sau đi. Để mình đánh cái con nhỏ này cái đã. Isla Homeland. Very hard. High SP. Ok. Chứ cái này để mình làm hút sâu đi. Rồi mình đi làm cái vụ này trước quan này cái đã. Rồi tính gì tính.
Rồi mình nghĩ mình chia ra một tập một đánh một cái được rồi. Ok đây coi. Để lấy hộ cái đã. Đường đi qua phải xong rồi qua trái lên tới đây luôn hả? Trái cái đã. Rồi, cái hướng lên đâu ta? Phải nó đi tới cuối khúc kia mới có đường lên. Đây 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 đây. À cái này cái gồ ghề thôi mà mình cứ tưởng là cái nó tách nhau. Phải chạy tách ra mình tưởng mới lên được. Kiểu như mình tránh đó mà. Ok. Thằng này cũng bựa chứ. Ê. Đấy. Rồi, nhiệm vụ rồi. Sunwalker Echo must find Sis. Ok. Sis of the Sun. Không ngờ là mình đánh vô con này mà con này nó cũng bị mất máu đấy chứ. Cái này khá là kỳ luôn đấy. Reach the Reviving Ground. Chỗ nào ta? Ok. Xuống cái nhà nào. Phải đi tìm hạt giống gì đó, theo mình nó nói là vậy. Nhưng mà mình từ cái nhiều chưa mình cũng ra cái cảm giác không ổn rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Steal the seed back before Isla find them. Có Isla đâu đây nữa hả? Ừ, có kìa. Và tụi này nó để đâu ta? Nếu là mình là Izilla thì mình sẽ để đâu nhỉ? Mình cũng chả biết nữa. Ơi, số này nhỏ rồi. Steal back nó nằm đâu ta? Steal the seed back bubble leaf. Seed back nó nằm đâu ta? Cái gì đây ta? Vừa mới thấy cái gì đó đằng sau cái chỗ này. À đây 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 đây. Hèn chi thấy đỏ đỏ. Bồ được một cái rồi. Cái này mình đi theo bước chân. Còn hai cái này chắc túi dưới kia. Má còn đường nào xuống nhanh không ta? Ok, hai thằng thanh ba thanh niên đang nhảy múa. Nice. Nhảy múa đó mày. Nhảy múa nè. Ok, xong. Ê, đâu là thêm ba thằng nữa gì? Ôi, thanh niên Rotec rồi. Châu bò. Ê, châu bò này. Châu bò. Ok, xong. Giờ chúng ta phải đi tìm nữa. Ôi vãi. Bỏ này kia đi, đây là xử mày cho. Lên. Quánh thì sợ lúc này rồi sẽ đánh thì sợ chúng thằng này. Chúng cái con của mình. Quánh nó đi, quánh nó đi. Đây đây, cái ship bag đây. Chuẩn luôn. Pick up. Ok, và cái chúng ta sẽ đi tới cái điểm cuối cùng. Ok, đường xuống đây. Đường xuống nhanh nhất mà chúng ta có. Ok.
và nó tuốt đằng kia để mình đu xuống luôn cho rồi. Đợi con hổ xuống thì nó cũng hơi lâu, vì còn 4 giây là sao. Chết cha, nó tìm thấy rồi. Chết rồi, nó cầm cái túi bán đi rồi. Con mẹ mày, chúng ta phải đổi, phải dí theo cái thằng này mới được. Ơi, nó thấy cái shit bác rồi. Đưa lại cho bố, đưa lại cho bố. Mày có quyền đếp gì cầm cái này. Thử nó đi em. Thử nó, đến xử thằng này cho, ba thằng này cho. Một phát. Còn thằng đâu rồi? Ủa đâu rồi? Escape the area. Ok, chuyện bình thường. Hổ đâu rồi? Hổ đâu rồi? Đây đây đây, đây. Chúng ta đi ra khỏi chỗ này. Để coi. Chắc đi qua biển đi. Đi qua khúc qua sông đi là xong. Nhanh nhất có thể. Chỗ này chỗ gần nhất mà có thể đi ra được mà không bị hết. Phải cẩn thận xem cái con gì dưới đây không. Thường lâu lâu nó có cả sấu nữa, vãi lắm. Seed of the Sun complete. Yeah. Ê, ông nội không biết bơi, vãi nọ ông nội. Ok, 2 skill rồi. Còn này còn tới 2 skill nữa. Không, mình chú ý mình nâng cấp cái này đi. Ok, xong nhiệm vụ nhá. Walker the Crafter. Để coi nhiệm vụ này có khá hay gì không ta. Có nhiệm vụ mới nè. Door of Udam. Nhiệm vụ mới luôn nè. Roshani the Uzzlion. Walker the Crafter. Ủa sao nhiệm vụ vậy. Door of Udam Builder's Hut. Ok, tạm thời mình có lẽ mình sẽ dừng tại chỗ này đi. Thì nếu các bạn nào muốn có thêm, các bạn hãy bấm like và subscribe của channel của mình để biết thêm thông tin chi tiết. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất với tập sau. Và cảm ơn các bạn đã xem qua.